Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món gà hấp xì dầu các bạn nhé. Ở đây thì mình chuẩn bị 1/2 con gà thôi, tại vì là nhà ít người cho nên là mình chỉ dùng nửa con gà như thế này thôi. Con gà này của mình nó là hơn 2 cân, gần 3 cân một chút cho nên mình chỉ dùng một nửa thôi. Gà ta các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình nước tương đậu nành, một chút gừng nha, để chúng ta ướp gia vị. Và bây giờ thì mình sẽ pha cái nước để ướp gà trước các bạn nhé. Đây là một cái món rất là ngon và lạ ấy, khi mà các bạn hấp như vậy thì ăn nó rất là đậm đà và ngon. Các bạn sẽ dùng cho mình 3 thìa canh nhé, 3 cái thìa ăn phở nước tương để chúng ta ướp thôi. Sau đó thì mình đem đi để mình hấp, và các bạn sẽ dùng cho mình 1,5 muỗng bột ngọt. Các bạn sẽ cho cái phần gừng vào cái phần nước xì dầu này nhé. Các bạn sẽ khuấy đều lên để cho cái phần bột ngọt này tan ra. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào gà để ướp. Gà mình sẽ nói qua về cách sơ chế gà các bạn nhé. Để sơ chế gà được sạch và không bị tanh thì các bạn sẽ dùng cái nước muối loãng ấy. Các bạn sẽ rửa ở phía ngoài, hoặc là các bạn dùng muối hạt, các bạn sát trực tiếp phía da gà thì nó sẽ rất là sạch. Sau khi mà các bạn đã rửa sạch, ở đây thì mình đã làm sạch cái phần gà rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần nước tương này vào để ướp nhé. Cái phần nước tương vì nước tương này nó cũng nước tương xì dầu này nó cũng có cái vị mặn rồi, cho nên là các bạn này, các bạn nào ướp với cái lượng vừa phải thôi thì cái món ăn của chúng ta nó vừa vặn và nó không bị quá là mặn các bạn nhé. Và các bạn cứ sát ngoài đều. Bây giờ các bạn lật lên phía trên này. Sát đều hết ở phía da của gà nhé. Và các bạn sẽ ướp cho mình trong khoảng thời gian đó là 15 phút. Và sau 15 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm cái món gà hấp với nước tương này các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã ướp gà cho mình được 15 phút rồi thì các bạn sẽ cho nước vào để mình hấp nhé. Các bạn chỉ cho vừa phải thôi, không cần phải cho quá nhiều đâu. Sau đó thì các bạn sẽ đặt cái vỉ hấp lên này và cho cái phần gà vào để chúng ta hấp các bạn nhé. Các bạn cho một chút sả ở phía dưới để hấp gà nó được thơm và ngon hơn. Mẹ thôi, à, con đi vào cho em hộ mẹ với. Đó, các bạn nào em đã biết đi đâu con. Các bạn sẽ bật bếp lên nhé và sẽ hấp cho mình với những cái gà lớn như thế này thì các bạn sẽ hấp cho mình trong khoảng thời gian là 40 phút thì gà sẽ chín nhé. Còn đối với gà nhỏ thì các bạn chỉ cần hấp cho mình tầm 20 đến 30 phút thôi là gà đã chín rồi. Và gà hấp xong cái nóng hổi là chúng ta đi ăn liền, ngon cực kỳ luôn các bạn nha. Và các bạn sẽ cùng chờ với mình trong khoảng 20 phút. Sau 20 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để kiểm tra gà, xem mà gà đã được chưa các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã hấp cho mình được 15 phút, bây giờ thì các bạn khi mà hấp ấy, thì các bạn chú ý cho mình cả cái phần nước ở phía dưới nhé. Và khi hấp như thế này thì gà nó sẽ giữ được cái độ ngọt, rất là ngọt và thơm. Và khi mà các bạn ướp với cả xì dầu như thế này thì ăn nó ngon lắm các bạn, ngon tuyệt vời luôn. Và các bạn sẽ đậy vung lại nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục hấp, các bạn tiếp tục hấp cho mình.
đến khi nào mà các bạn kiểm tra gà nó chín rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã hấp cho mình được 40 phút thì các bạn sẽ thấy là cái phần gà của chúng ta nó rất là chín. Các bạn có thể kiểm tra cho mình nhé, cái phần khó chín nhất là cái phần đùi. Các bạn xiên và các bạn thấy nó không còn cái nốt hồng lên nữa thì là nó chín các bạn nha. Và bây giờ thì mình sẽ vớt ra nha, gà rất là mềm và ngon. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ gắp ra một cái đĩa cho mình nhé. Đó. Và bây giờ thì các bạn sẽ đem đi chặt nhá, để cho nó nguội một chút thì chúng ta đem đi chúng ta chặt nhá. Các bạn ơi, sau khi mà gà của mình nó đã chín như thế này rồi và nguội rồi thì các bạn sẽ tách gà ra để chúng ta chặt nhá. Các bạn ăn gà hấp ấy thì nó sẽ rất là ngọt thịt. Gà hấp xì dầu thì thơm lắm các bạn, mùi rất là thơm. Nếu như mà các bạn mà hấp cả con ấy thì khi chặt nó sẽ dễ hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng ở đây thì mình hấp nửa con thôi. Nhưng mà ăn gà thì rất là ngọt các bạn ạ. Gà hấp thì ngọt cực kỳ luôn. Phần này, phần đùi để cho nó đỡ bị cái phần lườn này này, thì mình muốn chặt như thế này để cho nó có cả cái phần thịt nữa. Chặt thịt gà ấy, để thịt gà nó không bị nát và nhìn nó được đẹp ấy, thì các bạn phải chặt dứt khoát nhé. Đây các bạn ơi, các bạn sẽ thấy là khi mà hấp như thế này thì cái phần thịt của chúng ta nó đã chín chín hết tất cả như thế này rồi các bạn nhé. Chín và rất là ngọt, rất là thơm luôn. Và ở đây mình sẽ thử một chút luôn nha. Cái phần da gà này thì cực kỳ ngon luôn. Còn cái phần thịt thì khi hấp xong các bạn sẽ thấy là nó rất là ngọt. Ngọt và chín cực kỳ luôn này các bạn này. Và rất là thơm vừa vặn mùi thơm của xì dầu các bạn nhé. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều những cái món ăn ngon các bạn nhé.